Xin chào bác, quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe đạp bãi, xe đua Gian Viromax 2002, một là mẫu xe đạp đua giá rẻ mà em mới nhập về, giá bán là 5 triệu 2 cho một chiếc xe đạp thương hiệu Gian, nhựa rất là tốt. Toàn bộ khung thì được lên từ nhôm, bản chất của nhôm thì cũng rất là nhẹ. Xe này trọng lượng nó khoảng độ chục cân, hơn chục cân, được chạy full bộ chuyển động Shimano Tourlay, đằng sau là đề Tourlay, đằng trước Shimano, với 7 tầng lip và 2 tầng đĩa. Một xe có 14 tốc độ khác nhau, xe toàn bộ là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, đồ còn nguyên zin nguyên bản. Tông màu cũng rất là đẹp, tông màu xanh phối với xanh cam, cực kỳ thể thao, đẹp mắt. Mức giá 5 triệu 2. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe có bộ phanh phụ, phanh nghỉ, để khi mà các bác đi ở cái thế đua nó vươn người mà mỏi quá, chúng ta có thể đi về cái thế touring, sử dụng như một chiếc touring đi thể dục hàng ngày, cực kỳ là tiện lợi. Đây thì là tay phanh, chứ xe chưa được trang bị tay lắp, cái tay kéo số này, với cái mức giá mà 5 triệu 2 này, chúng ta cũng không thể đòi hỏi được, cũng không thể đòi hỏi được nó quá tốt để cái phần phụ tùng. Chiếc xe này thì các thứ chuyển động rất là ngon một bà. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe của các bác đúng khoảng 1m61-62 đến 1m71-72 thì phù hợp. Hoạt động các thứ của chiếc xe thì còn rất là mượt, rất là tốt. Cái lắp này nó cũng không phải là đẻo lắm đâu các bác nhá, dùng rất là sướng, cực kỳ là mượt, rất là tốt, lên xuống rất nhẹ nhàng. Và thì em vừa đánh giá qua cho các mẫu xe đạp ở bãi Gian Viromax 2002, đang bán là 5 triệu 2 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bỏ 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.